chào các bác quay trở lại với kênh của Đạt Audio Hà Nội. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác hai cặp loa rất là hay đến từ Nhật Bản. Hai cặp loa Victor SX3. Đây có thể là gọi là hai cặp loa thành công nhất của dòng Bookshelf của Nhật Bản. Gọi là loa Bookshelf nhưng mà cái bát nó rất là lớn, bát của nó 25cm luôn. Vỏ gỗ lạng, bốn mặt đều vỏ gỗ lạng rất tuyệt vời. Loa chu. Đây cái bát 25cm rất là lớn. Bát 25cm rất là lớn. Nếu mà tính cả viền này thì phải 30cm. Tính trong là 25cm. Chép đom của nó cũng cực lớn luôn. Đây là tinh chỉnh. Bên em về được hai cặp SX3 xuất sắc. Cặp Bookshelf mà vỏ gỗ lạng rất là đẹp ạ, vỏ gỗ lạng đẹp xuất sắc, góc cạnh không là sứt mẻ, đặc biệt là với cái cấu hình bát 25 chép đom này thì nó nghe rất là tốt, tiếng bát rất là sâu. Em khẳng định trong cái tầm loa Nhật 5-6 triệu không có cửa ăn con này luôn. Màu vàng rất đẹp. Bác nào đã từng chơi qua dòng này thì có lẽ rất là mê nó luôn ạ. Cặp mà SX3 tuyệt vời. Cặp này bên em đang bán với giá là 3.800.000 đồng. Có hai cặp, các bác lấy cặp nào cũng được. Rất đẹp, chất âm tuyệt vời. Nên mở to một chút các bác nghe. Có nhu cầu sở hữu cặp loa thì xin mời liên hệ với em 098 358 6968. Bên em ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bạn.